Bố, bố ơi, con có chuyện này muốn nói với bố. Con nha, con đỗ đại học rồi đấy. Hả? Vâng, đây này. Không có học hành gì cả. Bố thấy việc của con đang làm ấy, thu nhập cũng tốt rồi. Nếu không thích ấy, về nhà đồng áng, vườn tược thiếu gì việc. Nhưng mà đây là ước mơ của con. Bố phải cho con thực hiện chứ ạ? Không có mơ mộng gì cả. Tiền đâu mà học? Ở nhà chịu khó lao động, lo kinh tế cho gia đình. Không, con muốn đi học cơ. Con lên trên đấy học, con tự làm, tự đóng học, tự nuôi bản thân. Con không nhìn tấm gương ảnh con à? Cũng cho đi học rồi đấy. Xa cái sự giáo dục của gia đình, đâm ra ăn chơi, lại nghiện cả game nữa. Anh con là anh con là con sẽ chứng minh cho bố thấy là bố đang sai đấy bố ạ. Hả? Mày bảo ai sai? À, mày dám nói tao như thế à? Mày có còn coi tao là bố của mày nữa không? Thôi, con không nói chuyện với bố nữa đâu. Không thể chịu nổi con với cha cái. Bố, có chuyện gì thế ạ? Bực hết cả mình. Có chuyện gì thế bố? Thằng em con ấy, nó muốn bỏ cái nhà này đi học. Nói bá một mép không chịu nghe, ngang ngạnh đến thế là cùng. Bố cứ bình tĩnh, để con vào nói chuyện với em. Bố không dạy nó rồi. Sao mà lại cãi lời bố? Sao xin lỗi bố không? Này, nghe anh nói không? Em hỏi anh, thế việc em muốn làm kiến trúc sư, muốn sửa sang căn nhà này lại cho bố, cũng là sai à? Không sai. Nhưng dù bất cứ có chuyện gì xảy ra, cũng phải bình tĩnh chờ anh về giải quyết. Thế anh có biết bố vừa nói với em như thế nào không? Bố nghĩ em rồi cũng sẽ như anh, rồi cũng không học hành, chơi bời lêu lổng. Thế nên em mới không được đi học đấy. Thôi, chào anh. Mày ra khỏi cái nhà này thì đừng bao giờ quay trở lại đây nữa. Bố, con biết bố có định kiến về việc ngày xưa con bỏ học. Con đã làm bố buồn, làm bố xấu hổ với hàng xóm, anh em. Nhưng bố ơi, Dũng là đứa học giỏi nhất nhà. Mình hãy cho em cơ hội bố nhé. Bố đều thương anh em con như nhau. Nhưng bố sợ. Con biết, ngày xưa con đã làm bố thất vọng. Nhưng mình hãy tin em được không bố? Con không muốn Dũng sau này sẽ phải khổ như con vì không có trình độ bằng cấp. Bố hiểu rồi. Bố không ngăn cản nó nữa đâu. Nhưng... Sao hả bố? Tiền học phí ban đầu lấy đâu ra mà đóng? Bố cứ yên tâm, con đi làm mấy năm trời, con đã dành dụm được một ít tiền. Không được. Đây là số tiền mồ hôi nước mắt của con. Con phải để lo cho bản thân mình chứ. Trước đây con định dành dụm tiền đấy để lấy vợ. Nhưng mà bố thấy đấy, con đã có người yêu đâu mà lấy vợ. Thôi được rồi. Bố quyết định cắt bớt mảnh đất vườn, lấy tiền lo cho nó học. Bố ơi, anh em như thể chân tay. Bố cứ để con lo cho em bố nhé. Đấy cũng là trách nhiệm của con. Bố. Về rồi nè. Dạ. Về rồi thì vào đi. Thôi em ngại lắm. Ngại. Bố. Dạ. Con chào bố ạ. Không chịu được áp lực học hành như thành phố, bỏ về nhà rồi phải không? Dạ. Tự tin lên, nói với bố. Không phải đâu bố ạ. Bây giờ là con được học bổng của nhà trường rồi. Nhà trường sẽ lo toàn bộ học phí cho con. Học bổng? Vâng ạ. Liệu mà học hành cho nó tử tế vào, chứ tôi với thằng Cường ấy là không lo được anh học nữa đâu nhá. Bố yên tâm, từ giờ bố hết trách nhiệm với nó rồi. Đi.